Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Nghe trên phim câu were not things giống were nothing. Sao phân biệt were not things? Cái câu were not things hình như không có trong ngữ pháp. Were nothing thì trong ngữ pháp. Cái phần thứ nhì đó có trong ngữ pháp. Còn cái câu mà cái phần trước đó thì nghe were not, we are not things. Hiểu rồi. Ok, một cái là gì nè? Ok, thì nghe. Ok, xin hiểu rồi. Ok, cái câu thứ nhì đó were nothing. Ok, nó nghe cái giọng nè, were nothing xuống giọng. Ok, còn câu thứ nhất là were not things. Ok, were not things. Nó nhấn rõ cái chữ things hơn. Ok, yes, nó cao hơn tí xíu. Were not things. Với lại were nothing. Ok. All right, there you go. Okay, what else? Rồi, khi nào tính từ ed, khi nào ing. Ví dụ cho xíu đi. Like, hiểu rồi. Like, exhausted. Với lại exhausting, phải không? Like that. Với lại, ví dụ cái chữ bored. Với lại cái chữ boring, right? Khi nào cái tính từ đó vậy? À, hiểu rồi. Ok. So, cái chữ bored, cái này là cái cảm giác. Ok. Cái chữ boring. Ok. So, cái chữ boring, cái này là làm người khác có. Hai cái nó khác nhau là gì đó? Một cái là cái cảm giác mình I feel bored. Còn cái phim đó đó, that movie is boring. Yeah, so cái phim đó làm cho mình chán nản. Yeah, nó khác là vậy đó. Alright. So bored đi với người, còn boring đi với vật. Làm như con chó hả? Làm như con chó, con heo hả? No. Boring là cái cảm giác, mình cảm giác giá như sao. No, bored là cái cảm giác, ED là cái cảm giác mình, còn ing là cái đó làm mình có cái cảm giác đó. Dạ thầy. Yeah, ok, cũng được, yes. Thực sự không phải đồ vật. Ví dụ nè, he is a boring teacher, right? Không phải cái anh ấy đâu phải đồ vật đâu, phải không? Anh ấy sorry teacher, chứ không phải teaching. Oh god. Thầy giáo đó làm cho người khác thấy nản, thấy chán. Ok. So cái này không phải là đồ vật. Yeah, so boring thường khi là mình làm cho cái gì đó nó có cái đó. Còn cái cảm giác á là ED. So is that okay? Sức giải thích okay chứ gì? Yeah. I'm not too sure. All right. Okay. Organs là bộ phận, yes, làm như cái phổi, trái tim, bao tử, mấy cái đó đó, organs, okay. Alright, let me see. Có cái, let me see. Cosigner, Minh Tiến, hỏi là, Sig cho hỏi cosigner là gì? Co là chung. Signer là ký tên, cái người ký cái tên chung, là như mình ký tên chung với cái người nào đó, hợp đồng mua nhà, mua cửa, mua xe, cái người kia không có đủ tiền, ví dụ hoặc là muốn hùng tiền là co-signer. Ok. Let me see. Say câu hỏi I beg your pardon dùng khi nào thì phù hợp? Cái I beg your pardon thường khi dùng cho trịnh trọng hơn một tí xíu, với lại người cái người lớn tuổi với lại trịnh trọng nhiều hơn. Bây giờ thực sự ít ai dùng I beg your pardon lắm, họ dùng là excuse me hoặc là sorry, vậy đó. Excuse me, sorry. I beg your pardon nghe nó hơi dài, với lại nghe trịnh trọng hơn một tí xíu.
TDL hỏi cho hỏi trong conversation thấy họ dùng no chemistry lấy gì hình như liên quan đến lớp hả? Yes đúng rồi. Cái câu we have chemistry hoặc là we have no chemistry. So chemistry là hóa học. We have chemistry là chúng ta có hợp với hóa học. We have no chemistry là chúng ta không có hợp hóa học. Tại sao? Nếu các bạn học hóa học, các bạn đổ hai cái thuốc, ví dụ hai cái chất hóa học vô thì nhiều khi nó bị nổ, nhiều khi nó hòa hợp, right? So no chemistry là không có hợp tánh, có chemistry là hợp tánh. Yeah, cái đó nó cái gốc nó từ đó là vậy đó. Ok. Alright, C cho ví dụ dùng từ isolate. Sure. Well, cái này dùng nghĩa đen nghĩa bóng cũng được. Let me see. We isolate the maybe. Oh yeah, how about this one? Cái này hơi. Okay. We isolated the sick chicken, right? So trong nguyên cái bầy gà có một con gà bị bệnh. So mình đem nó ra isolate nó là không có cho cái ai mà đến gần nó hết á, cách ly. Yes. So we isolated the chicken. Yep. Like that. Well, I feel isolated. Là tôi cảm thấy làm như mọi bạn các bạn không có cách cách ly với tôi, có một cái khoảng cách với tôi, không có ai muốn nói chuyện với mình, không có ai muốn làm quen với mình thấy một mình ế vợ, right? So I feel isolated là vậy đó. Ok. Không, isolate không có phải tẩy chay. Isolate là có một cái cách ly làm như mà soi ngoan nói vậy đó, cô lập hả? Yeah, có một cái khoảng cách gì đó. Còn tẩy chay nó có một chữ nữa, nó gọi là ostracize. Ostracize mới là tẩy chay. Boycott là mình không có muốn tiếp tay cái người đó nữa. Các bạn có biết cái chữ boycott nó gốc từ đâu không vậy? Yeah. You know. So boycott là cái tên của cái ông đó. Cái ông đó tên là John Boycott hồi xưa, hình như tên là John. Cái họ của ổng là Boycott. So ổng là một cái người chủ nhà của nguyên cái căn cứ rồi căn hộ nhiều 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 cái căn hộ để người ta mướn đó. Đấy. Rồi ổng rất là ác ôn, ổng làm như ổng đòi mỗi tháng là ổng đòi tiền nợ, người ta phải trả tiền nhà đúng giờ, không coi là ổng ổng tăng tiền lên. Thì ổng tăng cái tiền mướn nhà lúc nào cũng được hết á. Thì những cái người mà mướn nhà của ổng họ phản đối thì họ boycott ổng, là họ dời ra hết, không có ai mướn căn hộ của ổng cả. Thì sau một thời gian ổng mất tiền rất là nhiều thì ổng phải đầu hàng. Thì cái từ boycott nó cái tên của ổng bây giờ thành cái động từ của Mỹ rồi, của tiếng Anh. Okay, thành chữ boycott như tẩy chay vậy đó. Không không phải tẩy chay. Tiếp tay, không có tiếp tay. Okay. Alright, what else? Kiệt nói rằng là học dentist ở Mỹ, ở college và university khác nhau như sao? Để xin nói cho university á là nó có nhiều colleges ở trong đó. Trong đó nó có là College of Law là luật, College of Medicine là y, College of Dentistry là nha. So university là cái trường đó bao gồm những cái trường đó hết. Xong mình học 4 năm rồi đó thì mình nộp đơn vô những cái trường đó thì mình học College of Dentistry, College of Law, College of Medicine vân vân. Ok. So các bạn phải suy nghĩ cái sắp xếp cái trường university nó khác các bạn tưởng tượng có thể khác bên Việt Nam là như vậy. Nói. Ok, trên YouTube có phim tài liệu Homeless nói
về người vô gia cư như thế đúng không? Hay đúng phải là homeless. Homeless, họ tên là homeless. Đáng lẽ là homeless là gì nào? Họ viết sai rồi đó. Yeah, homeless là một chữ. Homeless, like that. Hey, Zumsu, how are you? What else? General subjects for preschool nghĩa là gì? Là những cái môn mà trung trung bình, mấy môn thường vậy thôi. General là trung 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 bình vậy đó. Chứ không biết tiếng Việt cơ bản gì. Là mấy cái những cái môn mà không phải môn chuyên nghiệp á. Cho lớp preschool là lớp một trước mẫu giáo, cái lớp trước mẫu giáo nữa. Alright, what else? Sếp cho hỏi khi mượn tiền của dealer có co-signer ký tên chung họ có quyền bán xe không? Hình như không, hình như mình bán xe phải hai cái người đồng ý mới được luôn. Yeah, I'm not too sure. Khi mượn tiền của dealer có co-signer ký tên chung, yeah, như hai người đồng ý mình mới bán xe được luôn. Yes. Nụ cười. Họ đề là homeless. Chứ không là không có thể họ chơi chữ nụ cười. I'm not too sure cái video đó là gì. Bởi cái chữ homeless thường khi là tách ra. Ủa sao home hai chữ m hả? Wait, home sao hai chữ m nụ cười. What is that? I'm not too sure họ chơi chữ hay sao đó. Yeah, I'm not too sure. Ủa nãy xích giải thích đây. General subjects là những cái môn của cái lớp mà trước mẫu giáo á, mấy đứa bé mà trước mẫu giáo 4 5 tuổi đó. General là một cái môn thông thường vậy thôi, nó không có phải chuyên môn. Vì không phải là toán hay gì hết, cái chắc 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 cái môn đó là như vô đó rồi nằm ngủ hay tô màu hay gì đó. Thinking ngoài ra ngoài nghĩ ra còn có nghĩa khác không? Em thấy trong phần body người ta có chữ này. Ủa, sẽ không có hiểu của cái tiếng Nga đó. Yeah, thinking, ngoài ra nghĩ ra. Phần body, no, không có. Sẽ không có suy nghĩ đến cái bộ phận nào của body mà cái tên thinking hết đó. Yes. Sẽ lên homeless xem cái bộ phim này. Well, nếu cái đó là cái họ chơi chữ thôi. Home, tiếng Pháp là đàn ông. Less là không có đàn ông. So I'm not too sure cái này là tên cái đó or cái tên của cái nơi gì đó không biết nữa. No, cái này không phải tiếng tiếng Anh hay cái gì đó hoặc là cái thành phố hay là cái nơi nào đó. Yeah. Còn homeless viết gì nè? Mi là không có cái người mà không có nhà cửa. Alright. Alright, boredom. Say, say you do. Có nghĩa là gì? Không biết nữa. Say you do là hãy nói, chấp nhận lời đi. Hoặc là hãy nói, hãy đồng ý đi. Gì đó. Okay, say you do là hãy nói, bạn đồng ý đi. Chấp nhận cái gì đó đi. Okay, post host có phải nghĩa là chân móng không? Chân móng là gì? What is that? I'm not too sure. Fried bread, bánh mì ướp la. No, fried bread là bánh mì chiên. Bánh mì, không biết ướp la là gì. bánh mì rán á, chiên á. Yes. Bánh mì ướp la là gì? Sếp cô không biết bánh mì ướp la nữa. Tại sao bộ phận cơ thể người ghép với tính từ, người ta có thể phân biệt thêm ED? Ví dụ long legged, đúng không? Yes, đúng rồi, long legged. Yeah, thì cái đó là cái grammar của tiếng Anh vậy thôi. Yeah, long legged. Yeah, long legged là dùng cho tính từ. Yeah, a long legged man, a long legged woman này kia. Cái đó là tính từ vậy thôi. Yeah, sẽ không biết sao ngoài ra cái đó thì xoay quan. Yeah. Ví dụ a one-eyed man, ví dụ nào, one-eyed man là người đàn ông có một mắt thôi. Ai cái chữ ED. Đúng rồi, homeless nói về người đàn ông vô gia cư. Có thể cái tên của cái người đó là home vậy thôi.
I'm not too sure. Mấy cái phim họ hay chơi chữ rồi họ đặt để cho mình suy nghĩ thêm á, chứ không phải thật ra không phải mấy cái đúng ngữ pháp gì cả. Sư dịch dùm câu này đi. The child was knocked down by a lorry. Oh my god, on the safety crossing in the main street. Một đứa bé bị tông ngã xuống vì vì chiếc xe tẩy ở ngay cái chỗ băng đường an toàn trong cái con đường chính là vậy đó, taxi. Alright. Sau một đứa bé đó bị xe tẩy đụng vô ngay cái chỗ mà băng băng đường đó, cho người ta đi đường á. Okay. Ok, alright. Sĩ ơi, mindless là gì? Mindless là cái là không có suy nghĩ đến, không có để ý đến. Mind là cái não, cái não cái gì đó trong cái não mình. Less là không có, không có não. Ok. Con dấu là con gì vậy? Là seal hả? Là con hải cẩu á hả? Hả gì? Đóng dấu. Ok. Cái đóng dấu, yes, đóng dấu cũng là seal nữa. Yes, that's right, it's called a seal. Con hải cẩu cũng kêu là seal nữa. Ok, yeah, cái đóng mộc đó, phải không? Làm cho cái tờ giấy nó có một cái dựng 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 lên cái design dựng dựng tròn tròn nó, right? Yeah. Ok, yes, it's a seal. Yes, it's a seal. Tờ đơn, ví dụ đơn xin phép vợ đi ôm. Oh gosh. Cái đơn mà tờ đơn cái đơn hả? I guess it's an application. Yeah, cái đơn là application. Is that right? Yeah. So cái đơn là application hả? Huh? And then cái đồ đóng mộc á là it's a seal. Sĩ ơi, let me see. Phát âm chữ chalk. Chalk, socket với lại briefcase, xuống giọng briefcase, briefcase, xì nữa. Sĩ ơi, câu này nói tiếng Anh làm sao? Bạn dự định đi với ai vậy? Who will you go with? Đơn xin ly dị thì divorce paper. It's called divorce paper, vậy ta hả? Hoặc là divorce document. Yeah, like that. Yeah, I'm not too sure. Thiên Nga, cái chữ đó là respiratory. Respiratory. Nói nhanh, respiratory. Bratory. Ok, Thiên Nga. Yes. Hand me downs là mấy cái đồ mà người ta xài rồi đó. Người ta đưa mình á. Làm như người anh mình mặc cái áo đó. Bây giờ mình mặc cái áo đó. Cái đó là hand me down shirt. That is his hand me downs. Vậy đó. Mấy cái đồ là người ta hand là cái tay, me là cho, down là xuống. Đưa cái tay ra cho mình xuống là người anh cho mình xuống. Đó. Xếp cho hỏi go và come khi nào dùng. Go là đi, come là đến. Vậy thôi. Come here, đến đây. Go there là đi đó. Right, so đi với lại đến. Tùy theo cái vị trí của cái người nói chuyện. Okay. So người nói chuyện hướng dẫn mình đi đâu đó thì họ kêu bằng go there, go to his house, go đâu đó. Còn cái người mà mình nói đó là come here là đến đây. Okay. Come với lại arrive, đi, missy. Hai cái đó giống nhau, một cái chữ là come là cái chữ của tiếng Anh cổ điển hồi xưa, arrive là từ tiếng Pháp, arrive. Hai cái đó cũng giống à, một cái là gốc Pháp, một cái gốc Anh thì là Skyfan. Cái chữ come nó hoành tráng hơn, nó bự hơn, dùng đủ hết á. Arrive, not too sure. Arrive nó hẹp hơn tí xíu vậy thôi. Bánh xèo tiếng Anh là gì? Bánh xèo. Ok, bánh xèo tên là vậy đó. Bánh xèo. Sơ dịp dùm Jasmine cái này.
He said the company has not planned tours for Vietnamese traveler to Macau, as visa requirements currently take around 3 weeks. Anh ấy nói là cái công ty không có kế hoạch để dẫn người Việt Nam, du khách Việt Nam đi Macau vì nộp đơn visa hiện tại bây giờ phải 3 tuần lận. So, về cái câu đó dịch là gì đó, Jasmine? Yeah. Alright, xin lỗi phát âm GR, G, cái xong R. So, cái chữ này là grill, G, grill, like that, grill, grow. Okay, G, grow. Chè khúc bạch nói sao? Có mấy anh người Mỹ mà không biết giới thiệu khúc, sĩ không biết chè khúc bạch thì nói đại đi thi nha. Chè khúc bạch. I'm not too sure. Khúc bạch thì thấy à? Yeah. Yes, nói tiếng Anh đại đi. Tại vì người Mỹ bắt mình nói cái chữ pizza, cái chữ burger, cái chữ spaghetti thì mình phải bắt họ nói phở, hủ tiếu. Hơi đâu. What else? Vietnamese pancake cũng được gọi là bánh xèo nữa. I'm not too sure. Pancake nó khác. Pancake nó không có thịt, không có gì đó. Nó nước đường họ rưới lên họ ăn bánh như thế à. Còn cái bánh xèo thì có thịt này kia hoành tráng hơn. Kệ, họ không hiểu kệ họ. Tại vì pizza, họ mới đầu họ nói cái chữ pizza, mình cũng đâu có hiểu cái chữ pizza là gì đâu. Mình thấy nó mình mới biết rồi. Cho nên trong đó nó có gồm cái gì vậy thôi. Phân biệt talk, oh, talk và speak. Mình có làm video cho các bạn phân biệt giữa hai cái chữ đó rồi. Yeah. Talk là nói. Speak thường khi dùng á, nó trịnh trọng hơn. Với lại speak dùng á, là một người nói chuyện cho nhiều người nghe. Cái đó là speak.